Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Từ Liêm lên tiếng vụ việc hàng trăm phụ huynh tập trung kiến nghị việc nhập học tại trường tiểu học Tây Mỗ. Liên quan đến việc hàng trăm phụ huynh tập trung đông tại trường tiểu học Tây Mỗ vào sáng nay, 21 tháng 8, để kiến nghị nhà trường về việc cho con nhập học vào trường, chưa cùng ngày, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm trao đổi với báo Hà Nội mới cho biết, vì lo lắng con không học được trường gần nhà, gần 400 phụ huynh học sinh đã có mặt tại cổng trường tiểu học Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để tìm hiểu thông tin và kiến nghị nhà trường về việc cho con nhập học vào trường. Trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ dành cho con em nhân dân trên địa bàn phường. Sau khi tách ra các lớp 2, 3, 4, 5 và tuyển mới lớp 1, tổng số học sinh của trường tiểu học Tây Mỗ 3 là 30 lớp với 1.111 học sinh, đã vượt chỉ tiêu so với quy định là 30 lớp với tối đa 1.050 học sinh. Tất cả học sinh lớp 2, 3, 4, 5 được tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ và tuyển mới lớp 1 đều thuộc đối tượng học sinh trên địa bàn phường Tây Mỗ theo đúng tuyến tuyển sinh quy định thuộc các tổ 7, 8, 9, 10, 11, 12 và tòa nhà chưa phân tổ thuộc khu đô thị bên cạnh đó của phường Tây Mỗ. Học sinh lớp 1 được tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định, đúng đối tượng đã được phân tuyến với chỉ tiêu đăng ký là 400 chỉ tiêu. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên kết thúc thời gian tuyển sinh, tổng số học sinh đã tuyển vượt 60 chỉ tiêu với tổng là 460 học sinh lớp 1 được chia làm 13 lớp. Các trường hợp không nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định coi như không có nhu cầu.